Có con nào có kho không? Này cá lóc này, cá lóc và sẻ này. Có không? Mấy nắng, cá lóc mấy nắng rồi. Bà con ta đang đang cây dặm quá nhỉ. Cho tôi giữ lại khung này, cây dặm chiều về đuôi bướm trên đồng. Cái chỗ nào thưa anh ta móc chỗ dày đắp vô. Nằm trên cỏ ấm, cho tôi đứng chờ em cuối đường. Là đồ lòng nghe vẫn vương, thôi tôi viết hoài cho tình mộng, để hát cho người yêu nhau. Cho tôi lặng từ đầu, cho tôi lặng từ đầu, để được gặp, được thương, được nhớ. Cho tôi lòng thật thà, trên môi đời nghiệt ngã, để hương xưa nhỏ xuống tình già. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, một chiều em đứng bên cầu, che nghiêng nón cười như dấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, do chiều thả hương ấm vai, đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ, mà nhớ em ngày xa xa. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Ủa mình làm bán hay sao vậy con? Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Ủa cá lóc hả? Cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi cá lóc một làm ngày bán. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cổ. Cái này là cá sập hổi. Cái này mới cá lóc nè. Còn cá này là cá sập bổi nè. Giờ đem vô rồi sao? Sao này còn mới tôm vậy? Nó ướt nhẹp nè. Mình bán ở nhà nữa, là mình bán đem ra chợ bán. Dạ, chữ ta làm ăn làm ăn online hay sao? Dạ. À. Con đứng bán online luôn hả? Dạ, con với mẹ. Ừ. Giỏi quá ta. Cỡ này biết chơi online cái gì cũng online hết là ngon rồi.
Con khu này con bán ký nhiêu? Thì giống như bỏ sỉ thì 170. 170 à? Thôi em bỏ sỉ là nhiều lắm luôn á. Còn cá sạc bối. Cỡ này dân nông thôn này nọ biết chơi bán hàng online hết trơn. Hả? À. Ngày đầu cặp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ, dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại tiếng hát đầu như thuở mẹ ru rất yêu. Tay tôi xếp hoài con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao. Cho tôi này cá lóc, cá lóc và sẻ mấy nắng, cá lóc mấy nắng còn gì chú, cá lóc còn phơi cho mấy nắng nè, hai nắng là đồ lòng nghe vấn vương. Thôi tôi viết ngoài cho tình mộng, cái này được nắng rồi đó ha. Nắng đầu tiên người yêu nhau. Như là chiều thấy gương nhau, tại vì chiều nó không có gì nắng cho nên nó sẽ có rượu. Cá sạc bổi mình cũng mua người ta về mình làm nữa ha. Dạ, mua cá sống đó chú. Mua cá sống luôn hả? Dạ, cá chết ăn không ngon. Làm nó bị bụng luôn. Cá lóc cũng vậy. Mua chợ. Rồi bà ăn cá này mua đâu? Dạ, cũng mua theo bỏ mối luôn. Một chiều em đứng bên cầu, che nghiêng nón cười như dấu mộng. Nhờ cái dịch Covid này bây giờ dân ở nông thôn biết chơi online luôn rồi nha bà con. Mua bán online luôn, cái gì cũng online được hết. Mình ở cái nhà con chú có từng tới. Tình yêu chú có từng tới đây. Có một lần đó chú, chú cũng quay một lần luôn. À, nhớ hình như là ba con hồi trước là đặt lọc ếch gì đó phải không? Hả? À, à, phải rồi. Bây giờ ổng còn đặt không? Từ từ là hết ếch rồi đó, đặt ráng đặt hơi nhiều đi, vài năm nữa là không còn ếch đâu. Thầy đúng không? Bây giờ nước cũng không có nữa, năm nay cũng đâu có nước đâu. Chứ mọi năm là nó ngập ở đây, bà con ta làm ăn được. Dân nghèo kiếm làm cá, mắm gì còn được. Thế chứ lần trước chú lại cũng lâu rồi ha. Dạ. Năm sau. Năm mấy hả? Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cũ. Bà con chạy ở trên Sài Gòn về đó. Ở đây cũng bị Covid nhiều lắm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy. Cái cầu bên kia là cầu 13 đó, ghe chạy dịch nè. Cái ghe này ghe chở dịch. Chứ phải không, chứ tôi nhìn nó là cái dáng, nó là dáng ghe chở dịch đó. Chiếc này cũng chiếc ghe chở dịch nè, họ đi qua rồi.
cho tôi hát lại tiếng hát đầu.